đưa quầy anh với mấy anh em ăn bánh bao nè. Đó. Thì không, mình phải thực tế. Rồi. Tình ơi,
làm sao để em thôi phải nhớ mong. Hợp tác là do duyên số, trách thân phận mình. Nụ hôn ngày xưa yêu dấu như vẫn còn đây. Dù có thế nào thuyền em vẫn đợi, xa đến thế nào vẫn mong duyên chạy. Đợi anh, đợi trong giấc mơ, cũng chẳng thấy anh.